Thôi xin chào các bác nhé, thì bên em có mấy cái cây khoan. Cây này dài, tổng chiều dài là hơn 200. 201, 202, 203, 204, nó tầm 250. 250. 250 một cây. Cây là cái này là của nó là 6.0 và 6.8. Trong công ty không biết là nó để nó doa hay là không gì. Cây nào nó mài hết cái đầu này đi. Thì là bác nào có nhu cầu dùng cái cây khoan dài như này thì inbox bên em nhé. Nói chung là quần khá là đẹp. Cây này là cây la chi, đang la chi dài tầm 250. Số lượng thì cũng khá là nhiều, có một có loại 9.8 nữa nhé các bác nhé. Nó chưa có 9.8 ở đây thì em không, nó nằm trong tủ rồi nên em ngã em lấy ra. Thì cây 9.8 nó như này thôi, có 6.0, 6.8 và 9.8, hàng na chi dài tầm 250 đến 300, có cây dài 300 nhé các bác nhé. Các bác dùng thì liên hệ em. Cảm ơn các bác đã theo dõi video, các bạn có nhu cầu thì ủng hộ. Em xin chào các bác.